chưa có cô hiền đâu, cô hiền từ sống như bà thánh vậy đó, cho nên có ưng ba ông chồng á, ba ông chồng được bỏ vợ đó, tại vì họ sợ quá, nói là tôi sống bà thánh tôi sợ quá này, rồi cái số là sao, nên còn phải đi tu đó. Thành ra nhiều khi mình thấy vợ có khuyết điểm, chồng có khuyết điểm, thì con nói cũng may đó. May mà bà có hoàn toàn mình giống như như bà Phật vậy, giống như ông Phật thì chắc là tôi phải bỏ bà rồi, à, tôi sống nữa. Bà có nói trường hợp của bà nó vậy đó. Nên nè, một lần xin tới cái chùa nó để nó là vì tưởng thế gian là quả thật cho nên tất bật suốt cuộc đời, thế gian là quả giả phải không, đúng không? Nhưng mình muốn tập cho em biết quả giả đó, mình phải quan sát sự vật nó trên thế gian này, giống như cho đến khi mình thấy nó giống như bong bóng đó. Thôi lâu, còn bây giờ sẽ nói thôi, bây giờ tạm thời mình đổi lại vậy này, em tập trước mà. Vì tưởng chồng tôi là ông Phật nên tôi mới tất bật mới khổ, vì tưởng vợ tôi là bà Phật nên mới tất bật mới khổ đó, vì tưởng mọi người đều là Phật nên mới khổ, cho nên mình không phải là Phật. Đức Phật có định nghĩa là thế nào là chúng sanh, thế nào là người, chúng sanh và con người là còn có tâm tham, mà tham không được á, là sân hận nó nổi lên, còn khi nào trở thành Phật là hết tâm tham cho nên hết sân. Thành ra hãy sống trên thế gian này là phải chấp nhận, phải không? Nó có nhiều có tâm tham, thành ra mình tập quán sát mình biết rồi á, tâm mình nó dạng muốn biết là sao, ngồi đi ngồi thử đây, ngồi thử mình chú ý vào một cái hơi thở mình, thở ra vào, chú ý được không? Được không? Em lâu lâu lắm mình nghĩ đến chuyện quá khứ, nghĩ đến chuyện làm ăn, nghĩ chuyện này chuyện kia, thì như vậy đó, cái tâm nó phải chạy phải không? Bây giờ quý vị ngồi chừng nửa tiếng, mình chú ý vào cái hơi thở mình, nó có chịu ở đó hay là nó chạy chỗ này chỗ kia? Nó chạy phải không? Nó chạy. Thì bản chất của tâm Đức Phật nó bản chất của tâm là chạy. Nó ngồi vậy nên một cái mảnh gì? Tôi thấy rõ bản chất tâm tôi chạy nè, cho nên tâm người khác cũng chạy phải không, chứ không phải là khi mình có việc ngồi thiền nghe nó ồ để tâm chạy nó không có tốt, tâm nó bắt buộc nó phải chạy, nó không chạy là nó chết á, chỉ nghe là chết tâm nó không chạy thôi, cũng như con nít là nó phải vận động, nhưng mà qua thiền nó chạy vậy đó, mình hướng nó qua chạy cái hướng nào cho tốt, nhưng mà con cái con nít nó nhảy nhóc lung tung mình mới cho đồ chơi nó để chơi trong đó thôi, nó nhảy tầm bậy tầm bạ. Không? Tâm mình về mình hướng dẫn về, cho nên á mình thấy tâm mình nó lung lạc đừng có sợ, không có sợ khi mà mình tập mình thiền, bởi mình thiền để mình biết cái bản chất của nó là vậy đó. Thì như vậy đó, khi mình tu Phật mình tập thời gian ra để mình thấy này. Mình tâm mình có chạy thì tâm mình khác cũng chạy, tâm mình có tham thì tâm mình khác cũng tham, tâm mình có sân tâm mình khác cũng sân. Thành ra bữa trước mình thấy người ta tham bực mình đó, tại sao mà bà nó tham, còn bây giờ nó bà nó tham là chuyện thường đó, mà tham chuyện thường không tham mới là chuyện lạ đó. Do đó đó mình học về đạo Phật mình viết như này, người ta nói chữ chân lý phải không, chân lý là gì, là cái gì tốt đẹp cũng là chân lý phải không, có phải vậy không? Ai nghĩ vậy, nhưng Đức Phật nói chân lý không phải là cái gì tốt đẹp đâu, chân lý gọi là sự thật. Sự thật là gì? Có những sự thật xấu, có những sự thật tốt. Tâm mà hay tham có tốt không? Tham được là sân có tốt không? Nhưng mà cái đó là chân lý á, ai nó cũng có, không thật, không phải có cái đó. Thì mình hiểu như vậy để mình khỏi khổ. Đó. Thành ra đó, người ta nói mình học càng hành thiền nhiều, càng tu Phật nhiều, mình hiểu biết tâm trạng người khác, hiểu tâm lý của người khác, cho nên mình khổ thôi. Một trong những điều Đức Phật nói là có bốn cái sự thật mà bình thường đó mình nhớ là con nít đó nó dùng cái tiếng khóc nó lấy làm sức mạnh của nó, sức mạnh của con nít là tiếng khóc đúng không? Rồi Đức Phật còn nói thêm với anh, nhưng mà sức mạnh của tiếng khóc vậy đòi đòi người ta này kia là nó không tốt phải không? Còn á Đức Phật nói là cái sức mạnh thứ hai của đàn bà là hờn dỗi, nó cũng biết vậy đó. Thành ra cái ông có mà ông dùng á cái dùng á, tại sao mà
vợ cũng hay hờn dỗi vậy à, khổ quá con ấy hờn dỗi mà vợ dạ. Tao nói cái hờn dỗi đó nhiều khi theo tâm lý nó là cái đức của đàn bà cái đức tốt đàn bà vậy đó. Đáng là trước khi mà có vợ đó anh phải tới gặp sư này, anh nói là anh muốn có vợ sư nói cho anh nghe này. Anh đàn bà hay hờn hờn dỗi vậy đó, anh có chịu lấy vợ không? Còn nam chịu thôi đừng lấy vợ, cái là chân lý phải không? Rồi cũng như là nói tại sao mà mỗi lần mình làm gì tôi xin lỗi vợ tôi không mà vợ tôi chẳng xin lỗi tôi à, nó đúng rồi đó. Đàn bà đâu cần phải nói là xin lỗi đâu, ví dụ như đương 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 cãi lộn nhau ông nói tôi bà pha cho mình ly nước uống là coi như là xin lỗi rồi đó phải không? Ông nói thôi anh ơi, thôi mình đừng cãi nhau nữa, bây giờ chở em đi chợ như là hết xin lỗi chưa? Dạ lấy xin lỗi rồi, làm biết xin lỗi rồi đó phải không? Nên đừng có đòi hỏi anh, đàn bà phát ra lời xin lỗi. Đáng lẽ trước khi mình anh cưới vợ anh đi học cái lớp tâm lý về đàn bà để anh biết được phải không? Thành ra Đức Phật nói mình làm thiền để mình hiểu hiểu người khác để mình phải khổ thôi, mình hiểu biết nó phải khóc mà phải khóc là rồi á. Đức Phật nói còn vua đó là dùng binh bị phải không, dùng binh bị dùng sức mạnh của quyền lực, còn á những người mà muốn được người người khác phục á thì phải có tâm tha thứ, phải có tâm từ, không có giận dữ thì người ta mới điều khiển được người khác. Nào. Bây giờ quý vị thấy quý vị có khổ vì cái tâm sân của mình không? Hả? Nào mình đó. Thành ra bây giờ đầu tiên em muốn thực hành để em thấy được tất cả sự vật nó giống như cái bong bóng vậy đó. Để mà phải dính đó, đầu tiên mình phải tập mình có cái tâm tha thứ, tâm biết được giận dữ. Mình ngồi thiền như vậy mà tâm giận dữ rồi mình có ngồi thiền yên được không? Không được phải không? Thế mình tập để nó giận dữ, đó là cái tâm là gọi là tâm đừng giận dữ, là cái tâm rất là tốt giúp cho mình được an vui. Đầu tiên là mình thấy ở trong Phật giáo hay nói đến đến tâm giận là tâm, có nói đến tâm từ tâm bi. Bây giờ có bị học Phật giáo lâu rồi, thế nào là từ thế nào là bi? Nói cho nghe tâm từ là gì, tâm bi là thế nào? Bây giờ ví dụ vậy, mình thấy con chó nó rớt xuống sông, chó nó biết bơi không? Biết bơi nhưng mà sao nó bơi không được, có lẽ bị què chân như vậy đó, nó chìm 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 xuống. Mình thấy nó tội nghiệp quá, mình bơi lắm mình thấy tội nghiệp mình bơi ra nó vớt, mình vớt nó thì mình có tâm gì? Tâm bi. Ai nói là tâm, nói tâm từ hả? Bi hay là từ hay là cả từ bi luôn hả? Con nghĩ là tâm bi thôi. Tâm bi. Tâm bi tại sao là tâm bi? Tại vì mình cứu nó. Thành ra tâm bi nó có định nghĩa như vậy nè, tâm bi là đúng là thấy chúng sinh đau khổ phải không, mình tìm cách cứu vớt là đó là tâm bi. Còn thấy nó đau khổ quá mình đứng mình khóc không phải tâm bi không? Đó là lụy phải không? Rồi bây giờ đó mình thấy một người mà họ nghèo quá, mình giúp công việc làm ăn cho họ, mình giúp tiền của để kiếm một việc làm, là tâm gì? Giúp không? Bây giờ ví dụ như là bây giờ mình mở cái tiệm nail, ví dụ mình được 10 ghế phải không? Còn thấy mấy người mới qua, mình thấy người này cũng khéo léo đăng tài nữa, mình giúp tiền cho họ đi học, học xong xuôi mình nói cho có chỗ đó tôi giúp tiền cho một tháng trả thôi, giờ nó không có mở tiệm nail, mở đẹp rồi em giúp họ, như vậy mình có tên tâm gì?
có tâm bi, tại em thấy họ khó, phải không? Nó giúp đỡ họ là tâm bi. Bây giờ đó, rồi họ làm được khá, họ nhớ ơn mà, họ đi nói xấu mà. Có ngày nào quý vị gặp như vậy không? Giúp đỡ họ mà đi nói xấu mà, họ nhớ ơn gì mình hết đó. Có ai gặp trường hợp đó không? Thường là thường. Thường. Còn nếu mình là vẫn thường. Nhưng mà họ cũng nhớ ơn mình. Nhưng mà mình có mang thứ gì, mình có thứ, mình không giận dữ. Thì khi đó mới gọi là có tâm tự. Phải không? Xong mình giận lên là không có tâm tự. Ở đây thế gian này cũng có nhiều người vô ơn. Mình cố gắng mình tập cho mình có nhớ ơn thôi. Còn ai vô ơn thì mình kệ. Có thể là cái nghiệp của mình kiếp trước đó. Họ đó là người ban ơn cho mình. Mà mình vô ơn với họ, cho nên khiến họ khởi một tâm bực mình. Bực mình đó. Thì kiếp này là họ là kiếp mình họ trả cái vô ơn đó. Nghĩ vậy thì mình sẽ khỏe. Còn mình dặn họ lên đó, mình dặn lên. Thì em dặn họ lên như vậy là họ sẽ trở thành người có ơn. Đâu có làm được đâu, phải không? Thành ra mình biết họ vô ơn, mình tha thứ cho họ. Mình khoan dung tha thứ cho họ, mình đối xử tốt rồi. Cũng như khi mình vớt con chó lên rồi đó, con chó nó cắn trong đồng men, mình giận quá, mình đá nó xuống lại chứ sao, nó ta đi cứu mày, không phải đây. Mày ta lên ta thấy mày lạnh quá, ta lau cho mày, ta thương mày quá. Mày không biết thương ta gì hết, mày còn cắn ta nữa. Ta tức quá, ta đá mày xuống sông. Vậy là tâm nó tâm gì? Tâm sân. Nhưng mà mình nhận nói tội nghiệp này, ta biết mày đâu biết ta là chủ của mày, mày đâu biết là ta thương mày đâu, ta không phải là chủ của mày, cho nên có thể là ta đụng cái chân đau của mày cho nên mày cắn ta đó, ta cảm thông, ta tha thứ cho mày. Cái đó mới gọi là công từ, phải không? Công từ là tâm khoan dung tha thứ, không đem lại đau khổ cho người khác. Còn tâm bi á là gì? Cứu khổ. Hai cái tâm đó là cái tâm mà dễ hơn. Tâm bi. Tâm bi nhưng mà mình phải tốn tiền. Mình cứu mà không đó. Mình thiệt sự ra cái tâm tự nó dễ hơn. Phải vì sao? Mình không có giận thôi. Nó có tốn tiền, phải không? Không giận có tiền. Chứ tâm bi cũng phải cái... Thế cho thấy tôi khốn là người kia phải không? Thấy người ta nghèo cũng đem cho tiền, cũng ước cái gì mình tốn một số tiền. Cho nên bởi vậy cho nó là tâm từ mới nói trước á. Tâm từ mình khoan dung tha thứ người khác, mình có tốn tiền không? Không tốn tiền hết. Cho nên mình phải tập cái tâm từ. Tâm từ mà không giận dữ có khó không? Khó. Sao? Ngày đầu tiên mình muốn tập tìm biết là tại sao mình giận. Tại sao đó mình giận. Bởi mình nhiều khi mình là người thiện đó. Người thiện, người có tài. Ví dụ chẳng hạn mình làm người chủ. Mình thấy người đó làm điều sai. Mình nói tôi không có làm điều sai như vậy đâu. Các bạn không? Mình muốn họ được tốt như mình như vậy. Cho nên mình là giận. Thì nó cũng khởi đầu một cái tâm thương đó. Cũng như thấy con cái làm cái điều mình không đúng, mình giận đó, phải không? Thì do mình thương đó mà không thương được ai thì mình giận chi. Thành ra mình nhớ là cái đầu nó có thể là do cái tình thương mà. Hoặc là do mình thông minh, sáng suốt. Mình làm khéo léo lắm, mỗi người làm vụng về tự nhiên mình giận à. Phải không? Thành ra đó, mình cũng thiên mình mỗi lần giận đó, thì mình cũng nghĩ làm đó là do mình thông minh đó. Do mình thông minh đó, cho nên mình giận. Mà khi mình giận lên rồi đó, mình nói tầm mẹ mà vẫn còn thông minh không? Thấy thông minh. Vậy đó, đưa thông minh vậy mà tự nhiên là sử dụng thông minh mà đúng lúc mà thành ra nó trở thành là không thông minh. Thì khi đó, mỗi lần giận á,